Xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số phần lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0868825909 nhé. Số điện thoại em để phía bên trên phần tiêu đề của video ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo đặt hàng các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Này thì em vẫn có những cái loại lan hài như mọi khi. Hài Henry, hài Henry thì chuẩn bị vào mùa hoa rồi đấy. Em đi đơn từ 50k được 2 chậu như thế này. Em sẽ nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hài Henry này. Hài gấm thuần chậu này 50.000 một chậu, đóng cả chậu luôn này. Hài gấm thuần chậu này, dạng chậu như này đấy. Hài táo, hài táo thì là 50.000 một chậu nhá. Một chậu khoảng 3 cây các bác nhé. Nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đấy. Hài táo rất là xanh đẹp luôn. Hài hồng, hài hồng 40.000 một cây, nhổ chậu các bác nhé. Nếu mà đóng cả chậu thì là hai cây như này, cây như hàng thuần là 150.000 các bác nhé. Này, hài hồng, hài giáp, hài giáp thì là giá là 150.000 một chậu, đóng cả chậu gửi đi luôn. Này. Hài kim, hài kim này, hài kim vùng Tây Nguyên nhé, 50.000 một khóm như này các bác nhé, đi đơn từ 50.000. Hài kim nó rất là dễ trồng này, một cây gửi các bác đây. Cây này là cây hài Helen này, 50.000 một phần này, một phần được một chậu như này các bác nhé. Đây, một chậu gửi cây các bác nhé. Hài Trần Liên cũng 50.000 một phần. Một phần là 3 cây, nhổ chậu gửi cây. Đây, 3 cây. Hài gấm rời em vẫn đi đơn từ 50.000 nhé. Có những cái hàng cụm thì từ 50.000 đến 100 đến 200.000 này, tùy các bác chọn, có thể là cụm to hoặc cụm nhỏ. Đây, em sẽ chụp hình qua Zalo cho các bác xem này. Còn lốt cái chỗ hài giáp này, 50 này, cũng được khá khá nhiều, hài giáp 50.000. Hài giắc kỳ 40.000 một cây các bác nhé, hài giắc kỳ 40.000 một cây. Hài hương 40.000 một cây, dạng cây nhỡ như này các bác nhé. Này. Cành dao hồ điệp này, 120.000 một phần này, một phần nó gồm 20 đến 25 cành các bác nhé, cành dao hồ điệp. Hổ bì 100.000, tầm 20 cành. Căn diệp nhé, căn diệp thì em bán là 25.000 một khúc. Đấy, nguyên bản như này. Đấy, đi đơn từ 2 khúc các bác nhé. Nếu các bác lấy cùng các loại lan khác thì em vẫn ship là 1 khúc. Đấy, căn diệp, hàng hoa xanh cốm. Đây là chậu sơn thủy tiên này, hàng thuần này, 250.000 một chậu, đóng cả chậu luôn này. Chỗ kiều vàng này em lấy 100.000 hai cái nhá, khúc nguyên bản này các bác nhé, 100.000 hai khúc nguyên bản như này. Kiếm lá giáo hoa xanh nhé, 160.000 một phần, một phần là một chậu như này, một chậu rồi em nhổ cây, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đấy, 160.000 kiếm lá giáo hoa xanh. Đây là cây tứ thời này, tứ thời cũng là 150.000 nhé, 150.000 một chậu như này, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Tứ thời, đây là cây hạ lan yên tử này, đây, nó lại thêm hai vòi hoa đây. Cái chậu này là 160.000 này, nhổ chậu gửi cây này, có thêm hai vòi hoa luôn. Vòi hoa này ra muộn đấy, bây giờ là cuối mùa cái loài lan này rồi. Nghệ tâm 200.000 một bảng. 200.000 một bảng này, cái bảng to nhiều cây dày như này là 250 các bác nhé, hoàng thảo nghệ tâm. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi 150.000 một bảng như này. Địa lan caran thì 200.000 một phần nhá. Một phần là một chậu này, một chậu gửi cây này. 200.000. Caran. Địa lan bạc diệp hoa xanh một đi đơn từ 100.000, 100.000 được lửa chậu như này các bác nhé. Đây. Bạc diệp hoa xanh. Đây. Trứng bướm này. Tất tần tật chỗ này trứng bướm này em lấy là 180 nha các bác nhá. Cả trứng bướm chân rết 180 tất tần tật, khá là nhiều đấy. Đây, về các bác chịu khó chăm này, nhiều lắm. Những khúc như này này. Bình thường lọc ra cũng bán nước mấy trăm này, lấy tất tần tật chỗ này 180 trong ngày hôm nay thôi các bác nhé, trong ngày hôm nay thôi, hứng lên thì bán hết đi. Đây khúc này, cái khúc nguyên bản này nữa này, 180 tất tần tật.